Thank you.
chồng thành vợ, mẹ thì con mặt đỏ, cha thì trời pha cánh ngọc càng sợ có hồn có hề nên bà cứ dục dành chưa chịu hai đứa cùng nhau bất nghĩa cháu. Rồi gặp anh hai, anh bảo anh bây giờ đã là thượng sĩ, tính đã hiền lành.
Thank you.